đố bạn cách làm cho nước sôi mà không cần đun. Để thực hiện điều này, tôi sẽ sử dụng một chiếc bơm đơn giản làm từ ống tiêm với van một chiều. Van này chỉ cho phép không khí bên trong được bơm ra. Về lý thuyết thì chất lỏng, trong trường hợp này là nước, bắt đầu sôi khi áp suất hơi bên trong nó bằng với áp suất không khí xung quanh. Thông thường chúng ta làm điều này bằng cách đun nóng chất lỏng. Tuy nhiên, việc làm giảm áp suất không khí xung quanh nước bằng buồng hút chân không cũng sẽ cho ra kết quả tương tự. Và đó là cách làm cho nước sôi mà không cần đun.